À, xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đính hạng bằng Nakarot và với cái nick của mình nhá. Ok, thì mình sẽ vào trận luôn. Mình mở máy quay hơi muộn một chút, nhưng mà cũng không sao. Tại vì cái nick này của mình mọi người cũng quá biết rồi. Ngọc như thế nào và trang bị như thế nào thì mọi người cũng thừa biết rồi ha. Mình sẽ vào đánh hạng luôn. Đánh luôn cho nó máu lửa. Lâu rồi thì mình mới chơi lại Nakarot. Thì tại vì mình dạo này hay đi làm clip về những vị tướng khác á, nên ít chơi cả Nakarot hơn ngày xưa. Ngày xưa thì mình chơi nhiều lắm, nhưng mà dạo này ít rồi. Đánh có vẻ như là không có được ok như ngày xưa nữa. Nhưng mà thôi kệ, cứ bay vào một quất thôi. Ngại cái gì, thua thì thôi chứ làm gì đâu mà khó khăn. Ok, mình sẽ khóa luôn rồi. Hiện tại đánh này mình mới cấp 29 thôi. Cố gắng lên tới cấp 30 để mùa sau mình leo rank. Ngọc con này thì mình cảm thấy khá là ưng ý với cái bộ ngọc của mình. Mới có 86 thôi nhưng mà ổn lắm. Vào ăn rừng không mất máu luôn. Rất là phê. Nói chung là ok men. Hôm nay thì mình đi rừng sẽ gặp Natalia theo mình này, Skull này, Kret này và Manlock này. Nói chung là tem như thế này thì khá là ổn. Khi mà tem không có AD. Sau này Violet, John rồi Van Helsing rất là ít người sử dụng. Đấy, mọi người có thể thấy tem bên kia cũng vậy luôn, cũng không có AD. Nhưng mà bên kia thì lại có 2 mid. Hôm nay thì mình gặp Nakarot tem bên kia thông thạo S luôn kìa. Trời ơi, ghê quá nha. Bạn đừng làm mình sợ nha. Ôi giời, sợ lắm luôn á. Natalia tem mình thì là công chúa thủy tề à? Đâu phải quý cô thủy tề chứ. Nói chung là ok men. Hai bên đều Natalia. Natalia hiện tại đang vẫn rất là hot. Nói chung là đường giữa thì Natalia vẫn nắm vị trí rất là nhiều. Khả năng cầm đi Natalia chắc phải tầm tới 60% đấy. Một mình nó chiếm cả 60% luôn rồi đấy. Theo mình đoán là như thế, không biết có sự thật nó phải như vậy không thì mình không biết nhá. Tại vì mình thấy đa số trận nào cũng gặp Natalia trên Akarot này mà không né được cái chiêu 2 của nó là coi như là bỏ mạng lên xa trường luôn rồi đấy. Rất là nguy hiểm. Ok, mình vào trận luôn rồi. Ấy thì chả, bây giờ thì mình sẽ ăn cái con bùi xanh trước nhá. Giờ làm gì đây, làm cái gì đây? Không có ai hết. Rồi đi về ăn bùa thôi. Nói chung là cứ từ từ mà ăn bùa. Không có ai gọi ra giành giật gì rồi. Thôi bạn ơi, đi. Bạn không cần bạn ở đây đâu. Ở đây đã có mình lo cho. Ở đây đã có mình lo hết luôn. Hay quá. Thế mình đang qua thêm bên kia gọi là ăn cái con bùa xanh thêm bên kia luôn. Mình thấy rồi nha. Đấy, mọi người thấy trang ngọc của mình ngon không? Ăn rừng rất là nhanh luôn nhá. Ăn rừng nhanh này. Rồi còn còn có hút máu nữa. Nói chung là ăn rừng, dọn quái rừng, nó không có mất giọt máu nào luôn. Đấy, mọi người thấy chưa? Tuyệt vời chưa? Wow, mới vào mà theo mình đang quất cho 2 mạng luôn rồi. Thế này còn đánh đấm gì nữa đây? Mình cũng không biết đánh đấm gì nữa. Đấy, đánh theo mình chơi khá là ổn. Khi mà theo mình đã qua theo bên kia gọi là phá cho bạn Nakarot theo bên kia thông thạo S. Không còn bùa xanh nữa. Trong khi đó là còn ăn cả mấy mạng luôn chứ, 2 mạng luôn chứ. Thế này thì còn gì mà nói nữa. Đây, mình cầm cái nick của mình này, mình cảm thấy mình khá là tự tin. Chơi nó rất là dễ dàng, không giống như là không giống như mấy nick của mọi người. Mấy nick của mọi người mình chơi Nakarot kiểu gì nó không có được tự nhiên cho lắm. Chơi nó cứ kiểu như là khó khăn kiểu gì á. Chắc là do bảng ngọc nó không hợp mình. Đây, 2 mạng luôn. Ôi giời, ulti tê tái. Rồi ok, mình đã giết được 1 mạng luôn rồi. Đấy, dễ chàng chưa? Đam rất là cao luôn. Bảng ngọc của mình đam khá là cao. Vừa hút máu thì được 4.8% thôi. Nhưng mà nói chung là hút máu dư sức để mà ăn hết quái rừng. Cộng cũng như là ăn hết con rồng này cũng chả ăn thua. Đây, quê để xíu nữa thì là bị Natalia tem bên kia cướp mất cái con rồng rồi. Nhưng mà may quá, tem mình toàn là những cao thủ thôi. Chơi khá là ổn. Đấy, bây giờ mình sẽ đi ăn bùi xanh của mình thôi. Tuyệt, tuyệt cú mèo luôn.
Vâng, bạn Nakaroth team bên kia đã bị Natalia team mình xúc cho một cái, bạn ấy bốc hơi luôn rồi. Hiện tại thì team mình đã ăn được 5 mạng luôn. Vẫn chưa chết mạng nào. Ôi, siêu việt luôn chứ. Ui, liều. Ôi, Malok team mình hay quá. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ làm gì đây? Đi qua bên kia coi nào. Đây, đây, chuối. Ui dồi, đâu rồi. Nà, bật ulti luôn này kìa. Mạnh mẽ quá. Ui giời, Sikun team mình tới rồi. Đấm luôn bạn ơi. Đúng rồi, hay quá, tuyệt vời. Nói chung là không còn gì để mà nói với team mình nữa rồi. Ai cũng chơi hay hết trơn á. Để cho mình bình máu nào. Đúng rồi, hay quá bạn ơi. Đấy, mọi người thấy chưa? Biết nhường máu luôn. Ui giời ơi, còn gì mà nói nữa. Hiện tại thì mình đang cao thủ mười mấy sao á. Hôm trước mình có chơi một trận rồi. Hình như là 13, 14 gì đấy. Chả biết nữa. Nói chung là nick của mình chả quan trọng là sao đâu. Thua thì thôi. Đánh lại mấy hồi đâu mà. Nhưng mà chủ yếu là làm clip được hay không thôi. Ai chả đường dưới quá trời đông luôn kìa. Tấn công bạn ơi. Mình tới đây. 1, 2, 3 vô. Hất tung ulti luôn. Rồi Skull các bạn phải lên bảng điểm số thôi. Làm gì mà bạn còn sống được nữa. Ai chả bạn làm gì đây. Úi giời ơi, làm gì mà ăn được. Trời ơi, team mình đông lắm. Team mình toàn là thứ dữ thôi. Bạn gặp team gọi là cái team VIP của mình ở đây. Đánh hỗ trợ đồng đội rất là kinh khủng. Đánh kiểu như là toàn là những người mà chơi hay không ấy. Mọi người cũng có thể thấy mà. Đánh rất là hợp ý nhau. Chơi như thế này thì mấy mà lên rank cao hơn đâu. Còn nếu mà như gặp mà team mà trời ơi khi đánh mà đã chết, đã chết hoài, chết mãi, mình cũng chịu thôi. Đây là chuối này. Chả bạn chạy đi đâu, ulti này. Rồi, bốc hơi nhé. Trời ơi. Sao lại KS nhở. Thôi ăn rồng luôn bạn ơi. Kệ đi, không sao đâu, mình sẽ không nói gì đâu. KS 1-2 mạng, ăn nhầm cái gì. Rồi, ăn rồng luôn. Đấy, ăn rồng một cái là team mình kéo cả bay vào. Ai mà dám ra đây cướp. Cướp một cái là coi như là bỏ mạng luôn ấy. Đấy, Skull team mình kìa. Bạn chạy đi đâu đấy. Qua cái con này hả, ở đây. Này. Ôi trời ơi, thôi mình ăn luôn cho. Bạn ấy chơi khá là ổn đấy. Này cái gì đấy, Natalia xem bạn kìa. Đấy, chuối. Từ từ, bình tĩnh. Cái chính là không được mất bình tĩnh. Lauria hả? Này. Nào chơi, hất tung ulti luôn. Ôi trời, chạy thì thôi. Hù nhau thế thôi, làm cái gì đâu căng. Chuối kìa, 3-4 người luôn à. Ăn hiếp đồng đội tớ à. Này thì ăn hiếp đồng đội tớ này, rồi xong. Và đã ấy đã phải bỏ mạng lên xa trường rồi. Bây giờ mình làm gì đây? Thôi, đi về đi. Đây, thì mình sẽ ăn cái đủ đường giữa luôn. Rồi xong, ulti luôn. Quê lửa tốc biến kìa. Chơi xấu vãi ra, chơi tốc biến. Xấu quá nha, đề nghị chơi bớt xấu lại nha. Ôi ôi, thôi. Thôi làm cái gì thế? Cứ bình tĩnh thôi nào. Mọi người cứ thế không à. Căng thẳng quá. Mình phải từ từ mình đi ra. Ai đứng trong lùm mà đấm kiểu đấy. Nguy hiểm chết. Rất là nguy hiểm. Nhưng mà không sao. Mình gọi là có coi là cái chiêu lăng ba vi bộ mà. Lúc đi lúc về không ai biết, không ai hay. Chả làm được cái gì hết. Đấy. Mình đã luyện thành công rồi, lăng ba vi bộ quá tuyệt vời luôn rồi. Cái gì đấy? Đứng lại, ai cho đi mà đi. Trời ơi, bạn đứng đi, đánh đi. Ôi chà, múa hay nha. Chơi lửa tình như vậy là không được nha. Đây, mình sẽ chặn đầu bạn xem bạn chạy đứng nào đây không biết nữa. Cái gì đấy, chạy đi. Này thì chạy này. Đấy, mọi người thấy mình chặn đầu ghê chưa? Nói chung là chặn hết đoạn đường của bạn ấy rồi. Bạn ấy không còn khả năng gọi là chống trả nữa rồi. Úi giời, lũ bố làm gì đấy? Chàng lũ bố đẹp trai. Chờ chút xíu đi. Mình bơm máu đây, mình sẽ chơi vạn này hổ báo này. Úi giời ơi. Hết ulti rồi chạy hả? Vớ vẩn chạy đi đâu? Chạy đi đâu bây giờ? Này thì chạy này. Đấy, sướng nhá. Đấy, bây giờ thì mình sẽ ăn cái con này để mà lấy cái gọi là máu luôn. Ok. Hiện tại thì team mình đang rất là xanh. Xin được 17 mà chết 2 luôn. Mình thì hiện tại đang gọi là công việc gọi là chăm chỉ dọn dẹp những chú quái tinh nghịch ở trong rừng. Đôi khi mà người đụng vào nó sẽ cắn người luôn đấy. Mình những chú quái này rất là nguy hiểm. Uê liều ơi. Ê, bình tĩnh. Ui giời ơi, thoát chết lần 2. Ôi ôi, thật là nguy hiểm đối với mình quá. Bạn Sikun ơi, bạn làm gì đấy? Ôi, chàng đẹp trai.
Sao lại để đồng đội mình đánh nhau mà bạn lại đứng nhìn cái bờ tường là thế nào? Ôi trời ơi. À, từ giờ suốt đấy, ok mình tới với bạn đây. Nào nào, xông lên xông lên. À thì trả bằng chủ à. Rồi mình tới với bạn đây. Ok, hất tung ulti luôn. Rồi tuyệt vời, Lữ Bố phải lên bảng điểm số. Hay quá. Rồi tiếp theo tới là Latali đi ra. Rồi bạn chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Quê liều. Kinh đế. Bình tĩnh thôi, đừng có căng thẳng quá. Này này này. Tuyệt vời. Đấy mọi người thấy chưa, team mình giết được rất là ít, 22 mạng mà chết thì khá là nhiều, 2 mạng. Tuyệt vời. Những trận đấu như thế này thường thường thì nó xảy ra rất là nhiều. Một bên lại quá mạnh và một bên lại quá yếu. Nói chung là vẫn có khả năng đấy. Đôi khi mình dính vào team ôi dồi ôi fit mạng thì mình cũng chịu thôi. Sao mà đánh được. Nhưng mà gặp vào cái team mà nó chơi khá là ổn định như thế này thì rất là sướng. Lên cao thủ thì ai cũng mong được gặp những cái team mà nó chơi hiểu ý nhau. Nói chung là mọi người đều hiểu ý nhau hết á. Rất là dễ chơi. Còn nếu như mà phá game thì úi giời ơi thôi. Em chiêu. Đây là chuối này, chuối này, chuối này. Chuối, đúng rồi, hất tung ulti luôn. Cái gì AFK đây? Sao lại AFK đây? Trời ơi, ai vậy? Ai chơi AFK vậy? Team thắng đến nơi rồi còn AFK nữa. Ăn con bùi xanh luôn. Gì vậy? Nagaro tem bạn đâu vậy? Nagaro tem bạn chạy đâu vậy? À, bạn chạy lên đường trên à? Thấy rồi nha. Mình sẽ chặn đầu bạn luôn. Rồi, bạn đánh đi. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu bây giờ? Đây không biết nữa. Rồi, chạy đi. Thần thánh luôn rồi. Hiện tại mình đã giết được 9 mạng luôn rồi. Nói chung là tuyệt vời. Ai sẽ trả, ai sẽ trả. Bây giờ thì mình sẽ làm gì đây? Ủa, thêm mình kiếm mới giết có 3 mạng thôi á. Còn số lẻ thêm mình thôi á. Buồn nhở. Hay giờ mình đi mình fit mạng ta. Cho thêm nó cân bằng. Úi giời ơi. Ai sẽ trả lại làm cái gì nhau? Quê liều. Mạnh thế. Ai sẽ trả này, 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 này. Úi giời ơi. Quê liều ơi. Đừng, 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 đừng. Đánh nhẹ phát nữa nào. Úi giời ơi. Đâu ấy. Tốc biến luôn kìa. Ồ ôi. Một pha chết ngu người quá. Nhưng mà biết làm sao giờ, bạn ấy tốc biến vào có trong cái bụi lùm, mình đâu có thấy đường đâu. Thôi kệ không sao. Cứ bình tĩnh rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Hiện tại thì team mình giết rất là nhiều, 26 mạng. Mình đã bị sát đam luôn rồi. Thôi win luôn mọi người ơi, đừng có nhây nữa. Win luôn đi, win được win luôn đi. Đánh xếp hạng chứ không phải đánh thường mà mình cứ nhây được. Đánh thường đôi khi mọi người cũng rất là căng thẳng, muốn win luôn ấy, không muốn nhây luôn. Hiện tại thì mình đang giết được rất là nhiều người, 10 người. Nhiều người nhất team luôn rồi. Giờ mà win thì chắc có lẽ mình sẽ được MVP. Hí hí hí. À, Nakaros em kìa, nào. Thôi bỏ đi, tha cho bạn ấy nhá. Mình là mình có tính nhân từ đấy. Mình không có tính giết người đâu. Trừ khi bạn này động tới mình thì mình mới giết thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ đẩy đường lính đường lên đường trên. Nakaros em kia chơi khá là buồn cười. Nói chung như vậy là rất là hay luôn đấy. Mình phế mà mình sẽ đi đẩy đường. Giống như là nhiều người đấy, mình cũng hay như vậy lắm. Team mình phế là mình sẽ đi đẩy đường. Nói chung là như vậy cũng được, hay. Nếu như mà mình không đẩy đường thì mình sẽ thua sớm thôi. Nếu như mình đẩy đường được thì nó sẽ kéo dài thời gian thêm cho mình để lát game sau này. Cái đấy cũng là một cái ý gọi là khá là ổn định. Nói chung là ok luôn, chứ không phải ổn định nữa. Rồi ok, mình lên được huân chương cho rồi, đứng lại con nào. Ui. Đấy đấy, biết rồi, biết ngay mà. Nào 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 nào, đánh nhau không? Quý nhau không? Quý nhau không? Ui chấp hai luôn đấy. Này này thổ báo này, một em. What the hell? Kít queo luôn rồi. Thổ báo quá à. Nhưng mà không sao, phải đấy mình vẫn giết được Lucridia rồi. Vì thế nên cũng cũng thỏa mãn gọi là cái ý chí kiên cường, bất khuất, không chịu khuất phục của team mình. Wow, thiệt quá, đánh Natalia các bạn ơi. Thôi giờ ai gần thì đánh người đấy thôi. Phải đánh tiếc thế, không biết tự dưng mình chết, nhảm ghê luôn. Xem mình kia đông quá, tưởng có hai người thôi, mình xúc luôn rồi ấy. Ai ngờ quá trời gái luôn. Lauria rồi còn thêm Natalia nữa, ui giời. Mấy bạn là cứ đứng trước mặt mình. Mình nhìn thấy cái mà không cần thiết á. Người nó cứ đơ đơ ra. Đâm ra pha đấy chết nhảm. Phải chỉ một người thôi. Nauria được rồi này, còn cộng thêm Natalia đứng phơi hàng hóa rồi đấy. Ai chơi?
Ok. Thì ở trận đấu này hôm nay thì mình thấy team mình khá là xanh rồi. Bây giờ mình đang cảm thấy mình nhây nhây. Thôi chắc là mình cố gắng sẽ win luôn đi ha. Đánh lâu mà để nhây nhây là sẽ thất bại nặng lề luôn đấy. Vì thế nên mình cố gắng win luôn đi cho nó máu lửa. Này, rồi win luôn rồi. Team mình hiện tại chắc là win luôn ở đây rồi. Ok, đánh chu thôi, mình sẽ không đánh ai hết. Đánh cái chu thôi, win nào, tuyệt vời. Rồi, trận đấu này đã win đến đây rồi. Thì clip này mình sẽ over kênh mới nhá. Chắc là mọi người ít ở kênh mới lắm, chắc là ít người biết lắm. Mình up lên cho vui thôi. Mà lốc thêm mình đã được MVP rồi. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip này nha. Mình cũng xin dừng clip đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nè. Cái gì mình cũng có hết mà không được MVP, chán thế.